Cho đón các bác đến với lại mã đồng hồ Ubly ạ. Cho đón giới thiệu quý vị là chiếc đồng hồ Ubly này. Còn chiếc đồng hồ nữ thần này thì báo cáo bác là em đã cho tạm dừng nữa nhé, để cho nó không chạy nữa, nó vẫn hơi đu đưa, nhưng mà lúc nữa nó lại đu đưa mạnh nghe đấy. Nên em đang mục đích em quay ở dưới chứ không đấy. Còn cái nữ thần này thì em đã giới thiệu cho bác một clip riêng rồi. Clip này em giới thiệu đến các bác hai chiếc một chiếc mã đồng hồ Ubly, dòng này là đế đen. Đế đen. À, con này khác với con trước là con này là quả lắc nằm phía sau nhé, con này quả lắc nằm phía sau. Còn chiếc đồng hồ Ubly quả lắc màu trắng kia nằm phía trước, quả lắc nằm phía trước kia. Con đấy thì có mức giá 2 triệu 9, đế màu trắng. Con này đế màu cà phê, có khảm, có chạm trổ xung quanh. Con này mức giá là 3 triệu 3. 3 triệu 3. Đấy, con này mặt trước, mặt sau, con này quay tứ phía được nhé. Đấy, đây quả lắc phía sau đấy. Đấy. À, con này có mức giá là 3 triệu 3 các bác nhé, 3 triệu 3. Em quay về 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 phía, phía trước cho bác nhìn đây. Đấy, phía trước của em nó đây. Còn có lắc con này là phía sau. Nhưng các bác đã đi hướng nào cũng có thể nhìn thấy được. À, chuông, à, mức giá là 3 triệu 3, chuông cũng đánh một tiếng ạ. Đấy, chuông điểm. À, con này lên cót phía sau. Con này là lên cót phía sau, chứ không phải lên cót phía trước, được chưa? Phía sau. Con này là chân đế của nó, tất cả những chân đế của nó đều có chạm này, chạm trổ và có chân. Còn con phía sau này 2 triệu 9 này khác này, phía sau 9 à, con phía sau 2 triệu 9, con phía sau bé hơn một chút, bé hơn một chút, bé hơn đấy. Con này 3 triệu 3, 3 triệu 3. Đây, đây là hình thức nguyên bản của nó khi úp ly vào. Chiều cao của nó tầm của ngõ trên 30. Con kia thì chiều cao nó tầm 30, con này cao hơn một chút. Nó khác nhau là về cái bệ là một này, cái hai là có chân này, hai này. Cái bệ kia nó khác không nhá, cái bệ kia nằm bệt luôn dưới, con này có chân lên này. Con này 3 triệu 3, con kia là 2 triệu 9. Cách khác nhau tiếp nữa là con này có lắc nằm phía sau. Đây có lắc nằm phía sau. Con kia có lắc lại nằm phía trước, nằm ở bên trong cái lồng. Con này giá 3 triệu 3. Chưa bạn, 3 triệu 3 thì chưa. Có hai mã đồng hồ Ubly ạ, một mã đế màu cà phê 3 triệu 3 và một mã này là 2 triệu 9. Con nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Còn là chiếc đồng hồ nữ thần này đã báo với các bác rồi, chiều cao trên 1 mét, tất cả đây là đồng nhé. Cô gái là được bằng đúc bằng đồng hết, có mức giá là 23 triệu, 23 triệu. 23 triệu. Cao trên 1 mét đấy. Em chào các bác.